Chào bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Vâng, nhắc đến vấn đề cân bằng nội tiết tố hay cải thiện chức năng sinh lý thì chúng ta không thể không nhắc tới một sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà đang được rất nhiều người ưa chuộng, đó chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Gôn Hoan. Vâng, sản phẩm này thì được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc và đang được Korea Shop 24 giờ phân phối tại thị trường Việt Nam, mang tới tay bạn một sản phẩm tuyệt vời để giúp cho bạn có thể cải thiện được sức khỏe của mình. Và với thành phần được chiết xuất lên tới 75% là đông trùng hạ thảo. Bạn cũng đã biết đông trùng hạ thảo có tác dụng rất tuyệt vời rồi đúng không ạ? Nó có chứa rất nhiều các axit amin là đạm thực vật có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Các vitamin như A, B1, B12, C, D, E, K và các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm, đặc biệt là selen. Rất ít các vật chất trong trái đất của chúng ta có chứa selen và hoạt chất này nó giúp cho chúng ta có thể cải thiện được chức năng thận. Và khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ cân bằng nội tiết tố và chắc chắn rằng nó sẽ tăng cường chức năng sinh lý của bạn. Và sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng được cho cả nam và nữ. Chính vì vậy nếu như mà vợ của bạn hay chồng của bạn đang muốn cải thiện được sức khỏe và chức năng sinh lý của mình thì đây sẽ là giải pháp vô cùng tuyệt vời có thể giúp cho bạn hài lòng khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm. Đó chính là lý do vì sao mà Nga có thể nói rằng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Gôn Hoan là sản phẩm có thể giúp cho bạn điều trị các chứng như thận yếu, di tinh, liệt dương, đau lưng, mỏi gối. Và Nga tin chắc rằng cuộc sống gia đình, hạnh phúc lứa đôi của bạn sẽ vô cùng hòa thuận và hạnh phúc. Vâng, để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm này thì bạn hãy truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Các chuyên viên tư vấn về sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp cho bạn hiểu cặn kẽ về sản phẩm, giao hàng tận nhà và nhanh nhất trên toàn quốc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại ở video sau.